Giữa tình hình rối ren hiện tại ở Trung Đông và lệnh ngừng bắn bế tắc, mà đối đầu dữ dội giữa các nhà ngoại giao Nga và Mỹ trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã diễn ra. Cựu Tổng thống Trump lên tiếng về thách thức lớn nhất hiện tại là xung đột hạt nhân. Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel dừng ngay kế hoạch nóng tại bờ Tây. Tổng thống Ai Cập cảnh báo về một hậu quả nguy hiểm. Tại mặt trận Đông Âu, xung đột dâng cao đỉnh điểm. Nga nắm trong tay danh tính của hàng nghìn binh sĩ tư nhân chiến đấu cho Ukraine. Giữa lúc đó, Tổng thống Pháp đã phủ nhận thông tin về việc CEO Telegram Pavel Durov xuất hiện tại Paris. Liên quan bầu cử Mỹ, tin vui dồn dập đến với bà Harris khi liên tục dẫn trước, nới rộng khoảng cách với ông Trump, khơi dậy sự nhiệt tình mới của cử tri và làm thay đổi tình hình trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Mới đây, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có cuộc họp mới về tình hình Trung Đông, tập trung vào tình hình nhân đạo tại Gaza theo yêu cầu của Thụy Sĩ và Anh. Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã nghe quyền trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, Joyce Mosuya, đọc báo cáo tóm tắt tình hình nhân đạo tại Gaza tại cuộc họp các nhà ngoại giao nga và mỹ đã đấu khẩu dữ dội về việc nước nào đang làm tốt hơn trong việc cố gắng giải quyết xung đột ở giải gaza cụ thể theo sputnik phó đại diện phái đoàn nga dmitry polyansky cáo buộc mỹ đã ngăn chặn lệnh ngừng bắn ở giải gaza bằng cách ủng hộ israel và phủ quyết các nghị quyết của hội đồng bảo an liên quan đến vùng đất này của người palestine Ông Polianski nói, như chúng ta đã biết, để bảo vệ đồng minh then chốt của mình ở Trung Đông, một phái đoàn trong 10 tháng qua đã ngăn chặn mọi bước đi thực sự hướng tới việc chấm dứt xung đột ở giải Gaza và về cơ bản buộc tất cả các nước thành viên hội đồng bảo an phải đồng lõa trong việc trừng phạt tập thể người Palestine. Nhà ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đã tuyên bố sai sự thật về việc Israel đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn. Ngược lại, Phó đại diện phái đoàn Mỹ Robert Wood cho biết Ông không cần phải giải thích với người đồng cấp Nga về lý do cho các hành động của Washington liên quan đến nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Nhà ngoại giao này chỉ ra rằng Mỹ đang tập trung vào các nỗ lực cùng với Ai Cập và Qatar để thực hiện một khuôn khổ đã được chính phủ Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nhất trí. Ông Gut lưu ý Hamas đã thay đổi lập trường của nhóm về thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin được đề xuất Đại diện Mỹ nói: "Vì vậy, khuyến nghị của tôi đối với ngài và chính phủ của ngài là nếu các ngài định đóng góp điều gì đó tích cực thì hãy đóng góp, nếu không, ngài nên im lặng." Trong diễn biến khác, phát biểu trong một sự kiện tại bang Wisconsin, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nhận định thách thức lớn nhất mà Mỹ và cộng đồng quốc tế phải đối mặt là ngăn chặn cuộc xung đột hạt nhân trong tương lai gần. Cựu tổng thống Mỹ bày tỏ: "Theo tôi, vấn đề lớn nhất mà đất nước chúng ta và thế giới đang gặp phải đó là vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đó là lực lượng mang tính hủy diệt chưa từng thấy và chúng ta phải đảm bảo rằng chúng không bao giờ được sử dụng. Ông Trump khẳng định có thể góp phần duy trì sự ổn định trên toàn thế giới bằng cách giữ cho các đường dây liên lạc luôn thông suốt. Đánh giá về kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của các nước khác, ông Trump nhắc lại rằng Mỹ và Nga là những cường quốc hạt nhân lớn nhất, đồng thời dự báo Trung Quốc sẽ bắt kịp trong khoảng 5 năm nữa. Cựu Tổng thống Trump dự kiến sẽ tham gia tiến trình đàm phán kiểm soát vũ khí với Nga nếu ông trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Theo kênh số 12 của Israel, phái đoàn đàm phán nước này tại Doha đang tạo được tiến triển trên một loạt vấn đề liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn kỳ vọng do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian Tuy nhiên các cuộc thảo luận ở Doha không tập trung vào các yêu cầu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vốn bị Hamas từ chối, đó là điều khoản về sự hiện diện của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia dọc biên giới Gaza và Ai Cập, cũng như cơ chế kiểm soát các tay súng Hamas trở lại khu vực bắc Gaza thông qua hành lang Netzarim. Đáng chú ý, nguồn tin cho biết giới chức Mỹ đang hối thúc các bên thu hẹp bất đồng và tiến tới đồng thuận vào tuần tới về mọi vấn đề trừ hai yêu cầu kể trên của Thủ tướng Israel. Sau đó, Washington sẽ tiếp tục làm việc và gây sức ép với cả Israel và Hamas về hai nội dung còn bất đồng. Trong trường hợp hai bên vẫn không thể tiến tới thỏa hiệp, Mỹ sẽ đưa ra quan điểm riêng của mình về hai nội dung này và yêu cầu các bên chấp nhận. Cũng về thỏa thuận ngừng bắn mới, truyền thông Israel cho biết tại cuộc họp nội các an ninh tối qua, Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu và các thành viên chính phủ israel chấp nhận tiến tới thỏa thuận với hamas trong tài liệu đưa ra tại cuộc họp ông galan nhấn mạnh rằng israel đang đứng trước những ngã rẽ chiến lược theo đó nếu israel chấp nhận và tiến tới được thỏa thuận ngừng bắn nước này không chỉ giải cứu được các con tin mà còn có thể đạt được một thỏa hiệp ngoại giao về hạ nhiệt căng thẳng với lực lượng hezbollah ở mặt trận phía bắc đồng thời ngăn chặn một cuộc chiến quy mô khu vực Bước đi này cũng có thể tác động đến dự định báo thù của Iran với vụ thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran hồi cuối tháng 7. Trường hợp ngược lại là không thể tiến tới thỏa thuận, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo rằng nước này vừa không thể giải cứu được con tin, vừa có thể đối mặt với nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột đa mặt trận. Cuộc xung đột kéo dài gần 11 tháng qua tại Gaza đã khiến gần 41.000 người Palestine thiệt mạng, khoảng 100.000 người bị thương đồng thời tàn phán nặng nề cơ sở hạ tầng, đồng thời đẩy cuộc sống của khoảng 2,3 triệu cư dân Gaza vào cảnh khốn khó. Xung đột Gaza còn lôi kéo nhiều nhóm vũ trang trong trục kháng chiến tại khu vực tham gia, đốt nóng hàng loạt mặt trận từ khu bờ Tây, biên giới israel liban cho tới Biển Đỏ. Đặc biệt, cuộc xung đột ở Gaza đã đẩy Israel và Iran vào thế đối đầu quân sự trực diện nguy hiểm chưa từng có. Đỉnh điểm là vụ Iran Phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel đêm 13 tháng 4 vừa qua. Trong tuyên bố vừa được đưa ra, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết, ông Antonio Guterres quan ngại sâu sắc trước đợt không kích mới đây của Israel nhằm vào vùng Tuncam và Tubas ở bờ Tây, khiến nhiều người thương vong, gây tổn thất hạ tầng công cộng. Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng lên án mạnh mẽ thiệt hại về người, nhất là với trẻ em. Trong lời kêu gọi chấm dứt bạo lực ở bờ Tây, ông Guterres nhấn mạnh những diễn biến nguy hiểm mới đây đã thổi bùng căng thẳng ở bờ Tây, khu vực vốn đã ở trong trạng thái bất ổn, làm suy yếu chính quyền Palestine. Theo ông, quân đội Israel cần tuân thủ nghĩa vụ, quy định bắt buộc theo luật nhân đạo quốc tế, kiềm chế tối đa, chỉ sử dụng vũ lực khi không thể tránh được, bảo vệ an toàn cho dân thường. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi giữ nguyên hiện trạng tại khu đền thiêng Al-Qasar ở Jerusalem bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tuyên bố và hành vi nguy hiểm mang tính kích động của bộ trưởng bộ an ninh Israel sau khi ông này đến thăm địa điểm trên cũng về tình hình tại bờ Tây tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm từ tình trạng gia tăng bạo lực ở đây đồng thời kêu gọi thực hiện các thỏa thuận hợp pháp được quốc tế công nhận về giải pháp hai nhà nước tuyên bố của phủ tổng thống Ai Cập cho biết tại cuộc gặp tổng thống el-Sisi và phái đoàn quốc hội Mỹ do Thượng nghị sĩ Johnny Ernst dẫn đầu đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, cũng như các cuộc khủng hoảng vốn đang tác động tiêu cực đến các quốc gia trong khu vực. Ông NCC nhấn mạnh, những hành động làm gia tăng căng thẳng của Israel đang làm phức tạp thêm tình hình tại Trung Đông. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực gia tăng ở các vùng lãnh thổ của Palestine. Ông NCC tái khẳng định, Ai Cập cam kết tiếp tục nỗ lực cùng với các bên tích cực để chấm dứt cuộc xung đột vốn đã gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng hiện nay ở Gaza. Về phần mình, phái đoàn Quốc hội Mỹ nêu rõ chuyến thăm Trung Đông lần này của họ tập trung vào việc hỗ trợ các nỗ lực đạt được thỏa thuận trao đổi con tin cũng như lệnh ngừng bắn và giảm căng thẳng giữa Israel và Hamas. Các nghị sĩ Mỹ đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong việc duy trì an ninh và hỗ trợ các nỗ lực hòa bình trong khu vực. Phái đoàn nghị sĩ Mỹ đặc biệt hoan nghênh những đóng góp quan trọng của Ai Cập vào các nỗ lực chung nhằm giảm căng thẳng cũng như vai trò then chốt của Cairo trong việc cung cấp, điều phối và vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Kể từ khi cuộc xung đột ở giải đất này bắt đầu nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, quân đội Israel vừa qua đã tiến hành 4 cuộc đột kích vào các thành phố Jenin, Nablus, Tubas và Tunkarem ở bờ Tây. Các nguồn tin y tế của Palestine cho biết, số người Palestine thiệt mạng ở bờ Tây đang tiếp tục tăng kể từ khi cuộc xung đột ở giải Gaza bắt đầu nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Ai Cập cùng với Qatar và Mỹ đã thực hiện vai trò trung gian hòa giải trong nhiều tháng nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 10 tháng tại Gaza. Cairo và Doha đã tổ chức các vòng đàm phán gián tiếp gần đây giữa Hamas và Israel. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới nhất tại Cairo đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cuối cùng do các bên vẫn còn bất đồng với các điều kiện thỏa hiệp. Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã tuyên bố để ngỏ cánh cửa nối lại đàm phán với Mỹ xung quanh chương trình hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của nước này. Đồng thời khẳng định rằng việc hợp tác với đối phương là điều không gây hại. Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Khamenei cho rằng không có rào cản trong việc nối lại hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên ông lưu ý, chúng ta không cần đặt hy vọng vào đối phương hay chờ đợi sự chấp thuận của họ. Phát biểu này được xem là dấu hiệu cho phép chính phủ của Tổng thống Masoud Pezeshkian xóa bỏ các lằn danh đỏ, tiến hành đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân Iran. Ông Khamenei là người có tiếng nói quyết định trong các vấn đề chiến lược của Iran. đã có các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ trong những năm gần đây với sự trung gian của Oman và Qatar, hai trong số các bên đối thoại của Mỹ tại Trung Đông liên quan vấn đề Iran. Những phát biểu vừa qua của ông Khamenei được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Qatar đến thăm quốc gia này. Về phía Washington, sau khi phía Iran có động thái mới, Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ với AP rằng Chúng tôi sẽ đánh giá giới lãnh đạo Iran bằng hành động của họ, không phải lời nói của họ. Chúng tôi từ lâu đã nói rằng, chúng tôi coi ngoại giao là cách tốt nhất để đạt được giải pháp hiệu quả và bền vững liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên hiện tại, chúng ta còn rất xa mới đạt được điều đó khi xét đến các hành động leo thang của Iran trên mọi phương diện, bao gồm cả hành động leo thang hạt nhân và việc nước này không hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc. Nếu Iran muốn chứng minh sự nghiêm túc hoặc một cách tiếp cận mới, họ nên dừng các hành động gây căng thẳng hạt nhân và bắt đầu hợp tác có ý nghĩa với IAEA. Theo Mỹ đánh giá, kể từ khi thỏa thuận sụp đổ, Iran đã từ bỏ mọi giới hạn mà thỏa thuận đặt ra cho chương trình của nước này và làm giàu uranium lên tới 60% độ tinh khiết, gần mức 90% để chế tạo vũ khí. Các camera giám sát do IAEA lắp đặt đã bị phá hủy trong khi Iran đã cấm một số thanh tra viên giàu kinh nghiệm nhất của cơ quan này. Các quan chức Iran ngày càng đưa ra nhiều lời đe dọa rằng họ có thể theo đuổi vũ khí nguyên tử. Trong khi đó, căng thẳng giữa Iran và Israel đã lên đến đỉnh điểm xung quanh cuộc xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza. Tehran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có vào Israel vào tháng 4 vừa qua. Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran cũng khiến Iran đe dọa trả đũa Israel. Tổng thống Pezeshkian đã vận động tranh cử thắng lợi một phần dựa trên cam kết sẽ tái hợp với phương Tây thông qua các cuộc đàm phán. Những phát biểu của ông Khamenei với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao của Iran có thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ông thực hiện điều đó. Bộ trưởng ngoại giao mới của Iran, ông Abbas Arachi, cũng đã tham gia sâu vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận năm 2015. Trong phát biểu của mình, ông Khamenei có nhắc đến cụm từ rút lui chiến thuật sau khi đã làm mọi thứ có thể, đôi khi cần phải rút lui chiến thuật nhưng chúng ta không nên từ bỏ mục tiêu hoặc quan điểm của mình ngay khi có dấu hiệu khó khăn đầu tiên. Trước mắt đã có thể thấy những khó khăn đến từ cả hai phía. Trong khi Iran vừa có tổng thống mới, Mỹ cũng sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Iran lo ngại ông Donald Trump quay trở lại nắm quyền. Mỹ đã tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran dưới thời tổng thống Joe Biden và vẫn chưa rõ điều đó sẽ được chuyển giao như thế nào nếu phó tổng thống Kamala Harris đắc cử. Thưa quý vị, xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến với ngay phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ngay sau khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi những người nước ngoài đến Ukraine tham chiến, vì hòa bình và dân chủ sau đó quân đoàn quốc tế bảo vệ lãnh thổ ukraine ildu ra đời nhiều người đã đáp lại lời kêu gọi của tổng thống zelensky chẳng hạn như bên ngoài đại sứ quán ukraine ở anh hàng dài người đã xếp hàng để đăng ký tham gia ildu ildu đã kết nạp những tân binh này một số có kinh nghiệm quân sự một số thì không quân đoàn này đã triển khai lực lượng trên khắp tiền tuyến trong một số trận chiến ác liệt nhất của cuộc xung đột nơi nhiều thành viên của họ thiệt mạng theo Business Insider, những người tham gia quân đoàn quốc tế ở Ukraine gồm một nhóm hỗn hợp gồm các cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu, những người tìm kiếm sự nổi tiếng và những người đang tìm cách thể hiện bản thân nhưng hoàn toàn không phù hợp với vai trò quân sự trong vùng chiến sự. Một số người thậm chí không chịu đựng được sau vài tuần tham gia. Ukraine ban đầu cho biết 20.000 tình nguyện viên nước ngoài đã đăng ký tham gia chiến đấu. Ông Alexander Sahuri, người phát ngôn quân đoàn quốc tế trên cho biết những người tham gia đến từ hơn 100 nước. Trao đổi với hãng tin RIA Novosti mới đây, ông Rodion Mirosnik, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, quân đội Nga được giao nhiệm vụ thu thập thông tin chi tiết về lính tư nhân ở Ukraine. Ông nói, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 4.000 lính tư nhân đã được xác định cùng với tất cả dữ liệu cần thiết. Trong một số trường hợp, các cuộc điều tra trước khi xét xử đã được hoàn tất. Kiev tuyên bố người nước ngoài tham gia chiến đấu đều tình nguyện gia nhập hàng ngũ Ukraine vì cùng chung ý thức hệ. Trong khi đó, Nga coi lực lượng này là những tay súng tư nhân và cáo buộc các quốc gia phương Tây tạo điều kiện cho Ukraine tuyển dụng cựu binh của họ. Ông Mirosnik nhấn mạnh rằng những lính tư nhân chạy trốn khỏi Ukraine đến các quốc gia khác vẫn phải chịu trách nhiệm về những hành động chống lại Nga khi được Kiev trả lương. Ở diễn biến đáng chú ý, Tờ Bill dẫn một số nguồn tin giấu tên cho hay tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Alexander Pavlyuk đã bí mật gặp gỡ các chỉ huy lực lượng lục quân từ 35 quốc gia, chủ yếu là châu Âu, tại Đức. Theo tờ báo, cuộc họp kín đã diễn ra tại thành phố Dresden từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường, sự kiện được tổ chức theo lời mời của Tổng tham mưu trưởng lục quân Đức, Trung tướng Alphonse Smiles, tư lệnh lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi Daryl Williams cùng đại diện Mỹ tham dự sự kiện này. Theo nguồn tin giấu tên, giới chức tham dự sự kiện được yêu cầu không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cuộc họp trên mạng xã hội để không trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công gián điệp. Sự kiện này trưng bày các mẫu thiết bị quân sự mới nhất của Đức, chẳng hạn hệ thống phòng không Sky Ranger có bánh xích trị giá 18 triệu euro, có thể bắn hạ thiết bị bay không người lái từ khoảng cách 3 km. Một vũ khí khác được trưng bày tại sự kiện là lựu pháo RCH-155 không người lái, có bánh xích trị giá 10 triệu euro, có thể tấn công mục tiêu khi đang di chuyển. Ukraine dự kiến nhận được 54 khẩu lựu pháo này vào năm 2025. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga gia tăng căng thẳng sau khi Kiev bất ngờ tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk. Trong khi đó, Moscow đang triển khai quân để đối phó với lực lượng Kiev cả ở mặt trận biên giới Kursk và các khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Hải quân Ukraine mới đây đã ra thông báo cho biết một tàu chiến Nga được trang bị tên lửa hành trình Kalib đã xuất hiện ở Biển Đen, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực. Cơ quan này cho biết không có tàu nào của Nga xuất hiện ở biển Azov. Tuy nhiên, tại biển Địa Trung Hải có tới 3 tàu chiến, trong đó có một tàu có khả năng phóng 8 tên lửa Kalib. Gần đây, theo không quân Ukraine, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong trận tập kích, bao gồm 28 tên lửa hành trình Kalib được phóng từ tàu chiến mặt nước và tàu ngầm ở phía đông Biển Đen. Việc hạm đội Biển Đen của Nga tham gia vào trận tập kích trên cho thấy hạm đội này vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, mặc dù phải chịu tổn thất nặng nề. Trước đây, Ukraine từng tuyên bố đã đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1 phần 3 hạm đội Biển Đen. Để đối phó với mối đe dọa từ Hải quân Nga, Ukraine đã sử dụng các xuồng không người lái, USV tự chế và tên lửa chống hạm để tấn công. Những cuộc tập kích liên tiếp của Ukraine đã buộc hạm đội Biển Đen phải phân tán lực lượng khỏi trụ sở chính trên bán đảo Crimea và di rời đến phía đông Biển Đen, nơi Nga phóng loạt tên lửa Kalibr và Ukraine gần đây nhất. Quân đội và lực lượng an ninh Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào xuồng không người lái hải quân và tên lửa chống hạm nội địa để kiềm chế sức mạnh hải quân Nga. Hải quân Nga đã bắt đầu triển khai lực lượng ở biển Azov, nơi được bảo vệ chặt chẽ hơn để bắn tên lửa vào Ukraine vì Moscow cho rằng nơi này an toàn hơn biển đen. Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác trên biển đen ở Abkhazia một khu vực ly khai của Georgia. Các động thái này giúp tách biệt các khí tài của Nga ở Biển Đen ra xa tầm tấn công của Ukraine. Vào đầu năm nay, một phát ngôn viên của Hải quân Ukraine thừa nhận, dù chịu tổn thất, nhưng Nga vẫn duy trì sự hiện diện nghiêm túc trên Biển Đen khi kết hợp sức mạnh của các tàu mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Cách đây vài tuần, lần đầu tiên ba tàu ngầm mang theo tên lửa hành trình của Nga đã cùng xuất hiện ở Biển Đen. Sputnik News đưa tin đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell cho rằng các quốc gia thành viên trong khối nên dỡ bỏ hoàn toàn các quy định hạn chế đối với những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích cuộc thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga phát biểu trước thềm hội nghị ngoại trưởng eu tại bruxelles với sự tham dự của ngoại trưởng ukraine dmitro kuleba ông borrell nêu rõ những hạn chế sử dụng vũ khí như vậy phải được dỡ bỏ hoàn toàn để ukraine có thể tự vệ các thiết bị mà chúng ta cung cấp cho ukraine phải được sử dụng đầy đủ để nước này có thể tấn công những nơi mà từ đó nga tấn công họ bên cạnh đó quan chức hàng đầu eu tuyên bố khối này đã bắt đầu chuyển hướng doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để thanh toán cho các nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine. Ông Borel khẳng định 1,4 tỷ euro tương đương 1,55 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển. Trong khi đó, ngoại trưởng Hungary ông Peter Szijjarto tuyên bố Budapest phản đối những cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga do nguy cơ gia tăng căng thẳng xung đột nghiêm trọng. Đồng thời khẳng định Hungary sẽ bảo vệ lập trường hòa bình tại hội nghị của các ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu EU ở Bruxelles. Phát biểu trên mạng xã hội, ông Sajidato chia sẻ, nếu ngày càng có nhiều vũ khí xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, nếu có những cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, thì nguy cơ xung đột sẽ gia tăng và các mối đe dọa sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Chúng tôi không muốn đối diện với nguy cơ này. Đó là lý do chúng tôi cũng sẽ trình bày lập trường hòa bình tại Bruxelles. Mới đây, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu, EU, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell cho biết, EU vẫn chưa thể phân bổ 6 tỷ euro, tức khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ, từ Quỹ Hòa bình châu Âu để chi trả cho các nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine, với lý do các quốc gia thành viên trong khối thiếu sự thống nhất. Phát biểu trước thềm hội nghị ngoại trưởng EU tại Bruxelles, Bỉ, với sự tham dự của Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, ông Borrell nói rằng một số nước thành viên đang lưỡng lự chúng ta vẫn có khoảng 6 tỷ euro bị đóng băng, không thể dùng để hoàn trả chi phí viện trợ cho Ukraine. Hiện Hungary vẫn chưa đồng ý chuyển 6 tỷ euro cho các nước EU để chi trả cho hoạt động cung cấp vũ khí cho Kiev. Bên cạnh đó, ông Borrell tuyên bố khối này đã bắt đầu chuyển doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để thanh toán cho các nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine. Ông Borrell khẳng định 1,4 tỷ euro, tương đương với 1,55 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển. Theo quan chức EU, ngoại trưởng các nước thành viên sẽ thảo luận về việc cung cấp hệ thống phòng không cho ukraine đây sẽ là vấn đề đầu tiên được đưa ra thảo luận tại hội nghị ngoại trưởng eu sắp diễn ra trong bối cảnh nga đang gia tăng lực lượng áp đảo ukraine trên khắp các mặt trận tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã lên tiếng thừa nhận ukraine không có tiền để tự sản xuất vũ khí trong khi các nguồn viện trợ từ các nước phương tây đang trứng lại phát biểu trong một cuộc họp ông zelensky lưu ý rằng ông cũng muốn tăng nguồn cung viện trợ quân sự của phương tây cũng như đẩy nhanh nguồn viện trợ đến Ukraine. Cho đến nay, Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, đứng thứ hai là Đức. Theo các quan chức phương Tây, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các chuyến hàng viện trợ của phương Tây để đối phó với kế hoạch quân sự của Nga. Tuy nhiên, mối lo ngại về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tái đắc cử vào tháng 11 làm dấy lên câu hỏi về tương lai của các gói viện trợ quân sự lớn dành cho Kiev. Trước đây, ông Trump cáo buộc các đồng minh NATO lợi dụng sự hào phóng về an ninh của Mỹ ở châu Âu khi viện trợ nước ngoài bắt đầu nhỏ giọt, Ukraine đã quyết định củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước để đảm bảo tự sản xuất được vũ khí đối phó với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố, ngành công nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng tự vệ lâu dài của nước này. Sputnik đưa tin, người phát ngôn Ủy ban điều tra Nga Svetlana Pechenko vừa cho biết các nhà điều tra đã khởi tố vụ án hình sự đối với cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pavel Popov vì tội gian lận theo quy định của Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga. Bà Pechenko nêu rõ, cơ quan điều tra quân sự thuộc Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Pavel Popov. Ông ta bị nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận, tội danh được quy định trong khoản 4, điều 159 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga. Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến năm 2024, ông Popov với trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng và vận hành công viên Patriot đã có nhiều hành vi trục lợi. Ông Popov được cho là đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cùng với giám đốc công viên Vyacheslav Akhmedov và phó cục trưởng cục phát triển sáng tạo của Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Sesterov, những người đã bị truy tố trước đó. Theo Ủy ban điều tra Nga, ông Popov đã sử dụng nguồn tài chính từ hoạt động của công viên Patriot để tổ chức xây dựng công trình trên khu đất riêng của mình ở quận Krasnogorsk, ngoại ô Moscow. Ngoài ra, ông Popov còn sử dụng vị thế của mình để yêu cầu các lãnh đạo doanh nghiệp có hợp đồng với công viên Patriot thực hiện việc xây khu nhà nghỉ của cá nhân ở ngoại ô mà không trả tiền. Bà Pechenko cho biết, quá trình điều tra cho thấy, ông Popov và người thân sở hữu nhiều bất động sản ở những khu vực đắt đỏ tại Moscow, ngoại ô Moscow và vùng Krasnodar, với tổng giá trị lên đến 500 triệu rúp các điều tra viên đang xem xét nguồn gốc tài chính của những tài sản này. Hồi giữa tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cách chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của ông này. Công viên Patriot mở cửa vào năm 2015, gần bảo tàng xe tăng Kubinka nổi tiếng ở tỉnh Moscow. Công viên rộng trên 3.500 hecta và có nhà thờ lực lượng vũ trang, một số bảo tàng, một trung tâm hội nghị và các cơ sở hạ tầng khác. Gần đây, công viên đã trưng bày triển lãm vũ khí hạng nặng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sản xuất mà lực lượng Nga đã thu giữ được từ Ukraine. Trong vài tháng gần đây, nhiều quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng Nga cũng đã bị truy tố, bao gồm cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov và cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Vadim Samarin. Các nhân vật này đều bị cáo buộc liên quan đến hành vi tham nhũng. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới. Chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Điện Kremlin thông báo, theo lời mời từ Tổng thống Ukraine Khurenchuk, Tổng thống Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Mông Cổ vào ngày 3 tháng 9. Sự kiện sẽ đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin tới một quốc gia thành viên của Tòa hình sự quốc tế ICC, đã phê chuẩn quy chế Rome. Đây là văn kiện buộc các nước thành viên phải chấp hành các lệnh bắt do ICC ban hành. Theo quy định, các nước thành viên ICC có nghĩa vụ bắt ông Putin nếu ông tới lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, động thái của ICC chủ yếu mang tính biểu tượng. Vì quan chức bị phát lệnh bắt thường tránh đến những nước này, ICC không thể tiến hành xét xử vắng mặt. Trong những năm gần đây, Mông Cổ đã hợp tác chặt chẽ với Nga trong việc đề xuất một chương trình quá cảnh để Mông Cổ trở thành một bên tham gia dự án đường ống khí đốt Trung Nga. Mông Cổ trong nhiều năm đã đề xuất trở thành một quốc gia quá cảnh cho đường ống dẫn khí đốt Trung Nga. Lý do chính là hy vọng sẽ tận dụng vị trí địa lý độc đáo của riêng mình để mang lại cho Trung Quốc và Nga sự thuận tiện về địa lý, phát triển nền kinh tế quá cảnh, thông qua kết nối mạng lưới giao thông, logistics và năng lượng với các nước láng giềng. Ngoài ra, do vị trí địa lý đặc biệt và việc sửa bằng than vào mùa đông ở các khu nhà của thủ đô Ulaanbaatar, vấn đề ô nhiễm không khí khá nghiêm trọng khiến đòi hỏi trong nước về việc sử dụng năng lượng sạch đang ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nếu đường ống dẫn khí đốt Trung Nga đi qua Mông Cổ, Mông Cổ có thể là người mua khí đốt tự nhiên của đường ống. Điều sẽ mang lại cơ hội sử dụng khí đốt sạch với số lượng lớn ở Ulaanbaatar. Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với ý định này của Mông Cổ. Một mặt, Nga luôn là nhà cung cấp nhiên liệu chính của Mông Cổ. Sau khi Gazprom đã cung cấp cho Mông Cổ lô khí đốt tự nhiên hóa lỏng đầu tiên trong năm 2019 và Nga có ý định tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác truyền thống của hai bên trong lĩnh vực năng lượng. Mặt khác, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, Nga muốn mở rộng thị trường xuất khẩu khí đốt tự nhiên, chấn hương nền kinh tế, cùng với việc nhận thức được tính cấp bách của việc mở rộng và làm sâu sắc thêm thị trường năng lượng châu Á. Việc quá cảnh Mông Cổ thực sự có thể cung cấp các giải pháp mới cho dự án đường ống dẫn khí đốt Trung Nga. Trong một cuộc họp báo nhân chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Shakby, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, ông không biết về việc chủ sở hữu Telegram Pavel đến Pháp cuối tuần trước và cũng không có kế hoạch gặp người này ông macron nói tôi hoàn toàn không biết về việc ông durov đến pháp và điều đó khá bình thường vì tôi không thể biết hết về việc công dân từ khắp nơi trên thế giới đến và đi bất kể họ có quốc tịch pháp hay không chủ sở hữu telegram bị cảnh sát pháp bắt giữ sau khi máy bay hạ cánh tại một sân bay gần paris thẩm phán pháp đã chính thức điều tra ceo telegram người có quốc tịch pháp và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vì nghi ngờ đồng lõa trong việc điều hành một nền tảng trực tuyến cho phép giao dịch bất hợp pháp, lan truyền hình ảnh lạm dụng trẻ em, buôn bán chất cấm và gian lận. Các thẩm phán cho CEO Telegram được tại ngoại nhưng phải nộp 5 triệu euro tiền bảo lãnh và phải đến đồn cảnh sát 2 lần một tuần. Durov bị cấm rời khỏi Pháp. Ông Macron cũng bảo vệ quyết định của Pháp vào năm 2021 khi cấp quốc tịch cho người này trong một thủ tục hiếm hoi dành cho những cá nhân có địa vị cao. Ông Macron nói: "Đây là một phần chiến lược cho phép phụ nữ và nam giới, bất kể là nghệ sĩ vận động viên hay doanh nhân khi họ nỗ lực học tiếng Pháp và phát triển sự giàu có, đổi mới, được cấp quốc tỷ Pháp. Chính quyền Pháp mở cuộc điều tra sơ bộ vào tháng 2 để đáp lại việc gần như hoàn toàn không có phản hồi nào từ Telegram đối với các yêu cầu của tòa án về việc cung cấp dữ liệu để truy bắt nghi phạm, văn phòng công tố cho biết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vụ bắt giữ CEO Telegram không phải là động thái chính trị mà là một phần của cuộc điều tra độc lập. Ông Macron đăng trên X rằng Pháp cam kết sâu sắc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhưng quyền tự do được duy trì trong khuôn khổ pháp lý, cả trên phương tiện truyền thông, xã hội và trong cuộc sống thực để bảo vệ công dân và tôn trọng các quyền cơ bản của họ. Ở diễn biến liên quan, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin cho rằng CEO Telegram đã gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi bị bắt ở Pháp. Trong đó, một số hãng tin ở Nga đã đưa tin về việc ông Durov nói chuyện với các quan chức cấp cao của Điện Kremlin. Thậm chí, có một cuộc gặp kéo dài 5 phút với Tổng thống Putin ở Azerbaijan. Khi được hỏi về vụ bắt giữ ở Pháp, ông Peskov nói rằng Moscow vẫn chưa biết chính xác ông Durov bị bắt vì nguyên nhân gì và từ chối bình luận thêm về vấn đề này. CEO Telegram sinh ra tại Saint Petersburg, Liên bang Nga. Năm 2006, người này đã cho ra đời mạng xã hội VK, thường được mô tả là Facebook của Nga. Năm 2013, Ông cho trình làng Telegram, kênh điện tín hiện có hơn 950 triệu người dùng, hoạt động hàng tháng. Ông rời Nga vào giữa năm 2010 và chủ yếu sống ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông Durop được các quyền công dân Pháp vào năm 2021. Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ngoại trưởng nước này Hakan Fidan sẽ tham dự cuộc họp không chính thức của Liên minh châu Âu-EU tại Bruxelles, Bỉ lần đầu tiên trong 5 năm qua. Theo nguồn tin trên, Thổ Nhĩ Kỳ coi lời mời tham dự cuộc họp của EU là động thái tìm kiếm đối thoại liên quan đến lời kêu gọi của Ankara về việc khôi phục quan hệ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng hy vọng cuộc họp ngày 29 tháng 8 tới sẽ giúp mở ra các kênh đối thoại giữa hai bên. Nguồn tin cho biết thêm, việc cải thiện quan hệ sẽ giúp hai bên đối mặt với những thách thức trong khu vực và toàn cầu. Ngoại trưởng Fidan sẽ gặp các quan chức cấp cao của EU tại Bruxelles, trong đó có đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell, ủy viên phụ trách vấn đề mở rộng EU Oliver Vaheli. Các cuộc đàm phán của ông Fidan với các quan chức EU cũng sẽ tập trung vào liên minh hải quan mới và việc nới lỏng các quy định về thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Bên lề cuộc họp, Ngoại trưởng Fidan cũng sẽ gặp người đồng cấp Hy Lạp Jogos Grapechitis. Hồi tháng 7, Liên minh châu Âu EU và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến thêm một bước trong việc củng cố quan hệ kinh tế và thương mại với việc tổ chức đối thoại thương mại cấp cao đầu tiên tại Bruxelles, B. Cuộc họp được đồng chủ trì bởi phó chủ tịch điều hành ủy ban châu Âu EC, kiêm ủy viên thương mại Vanis Dombrovskis và bộ trưởng thương mại thổ nhĩ kỳ Omer Bolat. Đối thoại cấp cao tập trung vào việc giải quyết các vấn đề tồn tại giữa hai bên, bao gồm khó khăn nảy sinh từ việc các nước EU áp đặt thị thực đối với công dân thổ nhĩ kỳ, thúc đẩy các yếu tố kích thích thương mại song phương và thảo luận về các lĩnh vực hợp tác nhằm tăng cường chức năng của liên minh hải quan. Bên cạnh đó, Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp EU Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được tổ chức với sự tham dự của các hiệp hội doanh nghiệp lớn của hai bên. Hội nghị tập trung vào tình trạng hiện tại của liên minh hải quan và các phương hướng để tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại EU Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã giải quyết một số rào cản thương mại do EU đưa ra. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành ứng cử viên gia nhập EU từ năm 1999 và bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU từ năm 2005. Nhưng quá trình này đã bị đóng băng nhiều năm do hai bên bất đồng quan điểm trong một số vấn đề nhạy cảm. Military League dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Litva cho biết 150 xe chiến thuật hỗn hợp hạng nhẹ ZLTV đã được nhà sản xuất Oscot Defense của Mỹ bàn giao cho nước này. Chúng nằm trong hợp đồng 500 chiếc mà Litva ký với phía Mỹ. Được biết, những chiếc ZLTV của quân đội Litva sẽ được tích hợp hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cơ động RBS70 do nước này mua từ nhà thầu quốc phòng Saab của Thụy Điển vào giữa năm ngoái. Vì thế, sau khi tới Litva, số xe JLTV trên sẽ được hãng Saab lắp đặt hệ thống RBS70 trước khi được bàn giao cho quân đội Litva. JLTV là chương trình chung được khởi động từ năm 2006 của lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ, gồm hai loại: xe chiến đấu chiến thuật CTV 4 chỗ và xe hỗ trợ chiến đấu CSV 2 chỗ. Chương trình này nhằm thay thế xe Humvee và xe quân sự bọc thép chống mìn MRAP. Trong môi trường tác chiến hiện đại, quân đội Mỹ cần có một dòng xe mới với khả năng tự bảo vệ tốt hơn, trọng lượng chuyên trở cao hơn và tốc độ nhanh hơn so với Humvee và MRAP. GLTV có nhiều biến thể cho các mục đích sử dụng khác nhau như chở quân, chống tăng, vận tải hạng nhẹ, phòng không, trinh sát, cứu thương và chỉ huy với trọng tải tối đa lên đến 7 tấn. GLTV được thiết kế với chiều dài 6,2m, chiều rộng 2,5m và chiều cao là 2,6m. Nó có thể dễ dàng vận chuyển bằng máy bay CH-47 Chinook hoặc máy bay vận tải C-130 Hercules. GLTV sử dụng động cơ diesel Gainbanks Engineering 866T V8 được điều khiển kỹ thuật số với công suất 397 mã lực. Nhờ đó, nó có thể di chuyển với vận tốc tối đa 120 km/h và phạm vi hoạt động là 483 km. Ngoài ra, GLTV có thể leo dốc 60%, vượt chướng ngại vật thẳng đứng là 0,5m và rãnh rộng 0,5m. Hỏa lực của xe GLTV là một tháp vũ khí điều khiển từ xa hoặc các súng máy 7,62mm, 12,7mm. Ngoài ra, tháp pháo cũng có khả năng lắp súng máy M240, súng phóng liệu MK19 hoặc tên lửa dẫn đường chống tăng BGM-71 TOVK. Litva đang tích cực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình và mua thiết bị quân sự thông qua mối quan hệ của nước này với Mỹ. Rõ ràng là bên hưởng lợi chính từ việc quân sự hóa Litva là tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Trong những năm qua, Vinius kiên quyết yêu cầu tăng cường bảo vệ sườn phía đông của NATO, đồng thời kêu gọi Mỹ và liên minh quân sự này tăng quân số tại Litva. Hồi năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Litva, Avidas Anusauskas, thời điểm đó cho rằng các giao dịch mua vũ khí đã lên kế hoạch và diễn ra chỉ riêng từ Mỹ đã lên tới 1,2 tỷ euro. 2,45% GDP của Litva được phân bổ cho chi tiêu quân sự. Tổng cộng, Litva sẽ phân bổ khoảng 23 tỷ euro cho nhu cầu quân sự trong 9 năm tới. Do đó, Bộ Quốc phòng Litva đã tiết lộ kế hoạch chi khoảng 3,1 tỷ euro, tức khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ để mua đạn dược và trang thiết bị trong thập kỷ tới. Vinius cũng đang thúc đẩy dự án đặt hàng 120 xe chiến đấu bộ binh Boxer IFV trong một thỏa thuận có thể tăng gấp đôi số lượng xe bọc thép hiện đại của quân đội nước này. Mới đây tại Mỹ, kết quả thăm dò mới nhất của tờ Wall Street Journal cho thấy cử tri Mỹ về cơ bản có đánh giá tích cực với Phó Tổng thống Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Dân Chủ này hiện dẫn trước đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa, dù khoảng cách này là si sao. Trong cuộc thăm dò này, bà Harris nhận được sự ủng hộ của 48% cử tri trong khi con số này dành cho ông Trump là 47%. Còn trong một cuộc thăm dò khác, có sự tham gia của những ứng cử viên độc lập và đảng thứ ba. Mức dẫn điểm của bà Harris trước ông Trump được nới rộng hơn, với tỷ lệ ủng hộ là 47% so với 45%. Đây là lần đầu tiên ứng cử viên của đảng Dân Chủ dẫn trước ông Trump trong cuộc thăm dò của Wall kể từ khi báo này bắt đầu thực hiện vào tháng 4 năm nay. Trong cuộc khảo sát được Wall thực hiện hồi tháng 7, ông Trump vẫn dẫn trước bà Harris 2 về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy ứng cử viên đảng Cộng hòa cho đến thời điểm này vẫn chưa thể thành công trong việc chặn đà tiến của bà Harris. Thăm dò mới nhất được Ochialdo thực hiện đối với 1.500 cử tri đăng ký trong thời gian từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8, tức sau khi kết thúc đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, Ochialdo lưu ý biên độ sai số của cuộc khảo sát là 2,5 điểm phần trăm. Trong khi đó, cuộc thăm dò dư luận do Reuters Ipsos công bố ngày 29 tháng 8 cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với tỷ lệ 45% so với 41%. Tỷ lệ này cho thấy khoảng cách đang nới rộng giữa hai ứng cử viên khi trong cuộc thăm dò tương tự cuối tháng 7, bà Harris chỉ dẫn trước ông Trump một điểm phần trăm. Thăm dò được thực hiện trong 8 ngày, kết thúc ngày 28 tháng 8 với hơn 4.250 người Mỹ trưởng thành tham gia, trong đó có hơn 3.562 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu thăm dò có biên độ sai số là 2 điểm phần trăm. Kết quả thăm dò phản ánh cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay đã thay đổi đáng kể so với mùa hè. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui ngày 21 tháng 7 và ủng hộ bà Harris tranh cử, Đảng Dân Chủ dần dần cải thiện vị thế so với Đảng Cộng Hòa trong các cuộc khảo sát toàn quốc cũng như các bang giao động đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, tại 7 bang có kết quả bầu cử siết sao hồi năm 2020, gồm Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, North Carolina, Michigan và Nevada. Ông Trump vẫn dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 45% so với 43%. Bà Kamala Harris, ứng cử viên tranh cử ghế Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ và người đồng hành Tim Walz, đã có cuộc phỏng vấn với đài CNN tối ngày 29 tháng 8 theo giờ địa phương. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh chiến dịch của bà Harris bị đối thủ là ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa chỉ trích rằng bà trốn tránh những câu hỏi khó và nấp sau lá chắn là một người năng nổ như once. Người phát ngôn Ian Sam của bà Harris cho biết, cuộc phỏng vấn là truyền thống được thực hiện vào thời điểm diễn ra đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm 2024 không hề theo truyền thống. Bà Harris, 59 tuổi, được đánh giá là người mới, đã được đẩy lên thay thế vị trí ứng viên của tổng thống Joe Biden với tốc độ kỷ lục sau khi ông Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua. Đây là một trong những biến động lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Cho đến nay, bà Harris chỉ có một số ít cuộc trao đổi với các phóng viên trong suốt chiến dịch tranh cử. Đây cũng là cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà Harris kể từ đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ tại Chicago, nơi chứng kiến làn sóng ủng hộ mạnh mẽ dành cho bà. Bà Harris cho biết bà sẽ bắt đầu thực hiện một số đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ và củng cố tầng lớp trung lưu ngay trong ngày đầu nhậm chức nếu chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11. Trong số những đề xuất chính sách này, có kế hoạch về nền kinh tế cơ hội mà bà đã nhắc tới từ khi bắt đầu vận động tranh cử. Phó Tổng thống Mỹ mong muốn giảm giá mặt hàng thiết yếu, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ các hộ gia đình bằng cách làm giá nhà đất phải chăng hơn. Phó Tổng thống Mỹ đang trải qua thời kỳ vàng với tỷ lệ ủng hộ tăng vọt và gây quỹ kỷ lục, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều sự soi xét vì sự mơ hồ trong các vấn đề chính sách. Cuộc phỏng vấn với CNN được thực hiện trong chuyến vận động tranh cử tại bang chiến trường Georgia, được coi là cơ hội để bà xua tan những hoài nghi này. Cuộc phỏng vấn được ghi hình từ trước và phát lại vào giờ vàng trong phần nội dung được CNN hé lộ trước, bà Harris cho biết sẽ bổ nhiệm một thành viên Cộng hòa vào nội các nếu đắc cử. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một loạt cuộc phỏng vấn trong những tuần gần đây, bao gồm với tỷ phú Elon Musk. Ông cũng có một số cuộc họp báo phát biểu dài. Một cuộc thăm dò mới của kênh Fox News cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với bà Harris ở các bang chiến địa, trong khi theo một cuộc khảo sát của tờ USA Today bà dẫn trước ông Trump 5 điểm phần trăm trên toàn quốc. Vào ngày mùng 10 tháng 9, bà Harris và ông Trump dự kiến sẽ có cuộc tranh luận tay đôi đầu tiên trên đài ABC News. Trong khi các ứng cử viên đảng Dân Chủ nhấn mạnh đến quyền lợi của người lao động, quyền sức khỏe sinh sản của phụ nữ, thì đảng Cộng Hòa có xu hướng tập trung hơn vào các chỉ trích cá nhân. Gần đây, liên danh đảng Dân Chủ Harris-Wans đã có hai hoạt động tranh cử liên tục. Trong buổi sáng, ứng cử viên phó tổng thống Tim Walz đã có mặt tại thành phố Boston, bang Massachusetts để vận động tranh cử. Bài phát biểu của ông Walz nhắc lại cam kết của bà Harris về hỗ trợ quyền lao động và cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu. Ứng cử viên phó tổng thống cũng khẳng định cần sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Chúng tôi biết chính xác ai đã xây dựng đất nước này, đó là những người như những người đang ngồi đây. Lính cứu hỏa, cảnh sát, thợ xây dựng, giáo viên, y tá và cựu chiến binh và chính bạn đã xây dựng nên tầng lớp trung lưu. Chúng ta biết rằng khi các công đoàn mạnh mẽ, nước Mỹ sẽ mạnh mẽ. Buổi chiều cùng ngày, liên danh Harris Wands tiếp tục vận động tại bang Georgia với chiến thắng xích sao trong cuộc bầu cử năm 2020 và có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc bầu cử sắp tới. Các nội dung vận động chính có thể bao gồm quyền lợi của người lao động, quyền sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Trong khi đó, ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa James David Vance đã có mặt tại bang Pennsylvania để trình bày về chương trình nghị sự dự án 2025 của ông Trump. Khi được hỏi về sự cố va chạm xảy ra khi cựu tổng thống Trump đến tưởng niệm cùng gia đình các binh sĩ Mỹ thiệt mạng năm 2021, ông Vance đã đưa ra chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay rằng bà Harris không thực hiện trách nhiệm của mình, thậm chí còn không thèm điều tra xem chuyện gì đã xảy ra bà ấy muốn hét vào mặt ông Trump vì ông ấy đã xuất hiện, bà ấy có thể xuống địa ngục. Hiện phía dân chủ chưa có bình luận gì về chỉ trích của ông Vance, tuy nhiên giới quan sát cho rằng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đưa ra các bình luận chỉ trích cá nhân, đặc biệt là phía Đảng Cộng hòa. Dự kiến trong những ngày tới, cả hai liên danh tranh cử sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch vận động tại các bang chiến trường có thể quyết định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Tiếp theo đó, bà Harris có thể đến bang Michigan còn ông Vance sẽ tới Wisconsin, một bang chiến trường khác. Đầu tuần tới, bà Harris và tổng thống Biden có thể xuất hiện trong chiến dịch tranh cử chung lần đầu tiên kể từ sau khi Đảng Dân chủ thay đổi ứng cử viên tổng thống. Ở phía bên kia, cũng trong tuần này, ông Trump dự kiến cũng sẽ đến Michigan và cùng với liên danh phó tổng thống Vance xuất hiện tại Wisconsin cục điều tra liên bang mỹ fbi mới đây đã công bố hình ảnh bằng chứng điều tra liên quan đến vụ ám sát hụt ứng cử viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump tại butler pennsylvania theo cục điều tra liên bang mỹ tay súng thomas crooks đã thực hiện nỗ lực liên tục chi tiết để tấn công một cuộc tụ tập lớn nào đó trước khi quyết định nhắm vào ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa ông donald trump các quan chức cục điều tra liên bang mỹ cho biết trước khi đăng ký tham gia cuộc vận động tranh cử của ông trump tại thành phố Butler thuộc bang Pennsylvania vào đầu tháng 7, Thomas Groups, 20 tuổi, đã tìm kiếm hơn 60 lần thông tin về ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa và đối thủ của ông Trump, khi đó là Tổng thống Mỹ đương nhiệm, ông Joe Biden. Trong một cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên, Kevin Rochek, quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ tại phía tây Pennsylvania, cho biết Chúng tôi đã thấy một nỗ lực liên tục, chi tiết để lên kế hoạch tấn công một số sự kiện, nghĩa là hắn đã xem xét bất kỳ số lượng sự kiện hoặc mục tiêu nào. Ông Rochek cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ vẫn chưa thể xác định được động cơ nào khiến Thomas Krups cố gắng ám sát ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump. Trong những ngày trước cuộc vận động tranh cử trên của ông Trump, Thomas Krups đã tìm kiếm thông tin về địa điểm, bao gồm cả nơi ông Trump sẽ phát biểu và thông tin chi tiết về công ty sở hữu một tòa nhà gần đó, nơi sau đó hắn đã bắn 8 phát súng, và một trong số đó sượt qua tai ông Trump. Bằng chứng video cho thấy Thomas Krups chỉ ở trên mái tòa nhà trong khoảng 6 phút. Thomas Krups đã để lại một số thiết bị nổ trong xe của mình cũng đã tìm kiếm thông tin về các thành phần để chế tạo bom từ năm 2019. Trong một diễn biến liên quan tới sự an toàn của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Cowchis cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Ronald Lee Sibrut, 66 tuổi, sống tại Benson. Nhiều tuần qua, trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình, người này đã liên tục dọa ám sát ông Trump. Siprus cũng đang bị truy nã với nhiều tội danh khác như lái xe khi say xỉn và bỏ trốn sau khi gây tai nạn tại các bang Wisconsin và Arizona. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. cả nga và ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Quân đội ukraine tuyên bố đã bắn hạ tiêm kích Su-25 của nga ở khu vực phía đông Donetsk bằng hệ thống phòng không vác Vaymanpaz. Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ trên mạng xã hội X, các chiến binh Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 28 đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Nga theo hướng Kramatorsk. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, chiến đấu cơ Su-25 bị bắn rơi khi đang cố gắng tấn công vào các vị trí của các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine. Trên Telegram, lữ đoàn cơ giới số 28 đã chia sẻ đoạn video chiếc Su-25 bị bắn hạ ở Donetsk và cho biết số phận của phi hành đoàn trên máy bay Nga chưa thể xác nhận. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Thời gian qua, Ukraine đã liên tục bắn hạ các cường kích Su-25 của Nga trên mọi mặt trận. Theo báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx, hồi giữa tháng 6, Moscow đã tổn thất tổng cộng 31 máy bay Su-25 kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự. Su-25 là máy bay cường kích chống tăng do hãng Sukhoi phát triển với nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến tầm gần cho quân đội Liên Xô. Trong cuộc xung đột đang diễn ra, Su-25 được coi là máy bay chủ lực giúp lực lượng Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công từ Nga. Máy bay sử dụng hai động cơ phản lực, cho phép bay với tốc độ tối đa 950 km h Vận tốc leo cao có thể lên đến 58 m một giây. Trần bay tác chiến là 5.000 m đến 7.000 m và tối đa là 10.000 10 m. Su-25 có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm pháo cỡ nòng 30mm, GSH-2-30, bom dẫn đường bằng laser, KB-500, bom chùm 250kg và 500kg. Ngoài ra, Su-25 cũng được trang bị một số loại tên lửa để chiếm ưu thế trên không. Trước đó, hồi tháng 4, Ukraine đã bắn hạ máy bay ném bom chiến lược TU-22M3 của Nga sau khi chiếc này tham gia tấn công Ukraine. TU-22M3 là máy bay ném bom có khả năng mang tên lửa tầm xa, dùng để tấn công các thành phố của Ukraine. Thời điểm đó, Tư lệnh Không quân Ukraine, Mykola Oleschuk khẳng định, đây là lần đầu tiên các đơn vị tên lửa phòng không của không quân, phối hợp cùng với cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, đã phá hủy một máy bay ném bom chiến lược tầm xa TU-22M3 khi Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào thành phố Dnipro của Ukraine. Ông Oleschuk nói, máy bay này mang tên lửa hành trình KH-22 dùng để tấn công các thành phố Ukraine. Hãng Pravda mới đây cho biết, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử Safir tại tỉnh Kursk của Nga. Vụ tấn công được tiến hành bằng máy bay không người lái. Trước đó, các binh sĩ Ukraine đã phát hiện hệ thống này khi tiến hành trinh sát các khu vực do Nga kiểm soát. Safir là hệ thống gây nhiễu máy bay không người lái được thiết kế để bảo vệ các đơn vị kỹ thuật khỏi các cuộc tấn công trong quá trình xây dựng công sự. Safia có thể được sử dụng chống lại mọi loại máy bay không người lái. Khi phát hiện mục tiêu và xác định mục tiêu đó là thù địch, Safia sẽ tự động xác định mức độ nguy hiểm, gửi tín hiệu báo động và gây nhiễu hệ thống điện tử của máy bay không người lái. Hệ thống tác chiến điện tử mới có khả năng phát hiện mục tiêu một cách đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 30 km và tác động đến chúng trong phạm vi 5 km. Safia cũng có khả năng gây nhiễu các trạm điều khiển máy bay không người lái trên mặt đất. Các lực lượng Ukraine đã tiến theo nhiều hướng khác nhau sau khi nhanh chóng phá vỡ các tuyến phòng thủ biên giới mỏng manh của Nga vào đầu tháng 8 năm 2024. Họ mở rộng cuộc đột kích ở những nơi có ít sự kháng cự nhất, thiết lập ranh giới của một vùng đệm để bảo vệ các thị trấn và làng mạc của Ukraine, mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho là mục tiêu tấn công chính của Nga. Theo giới phân tích, Ukraine càng kiểm soát được nhiều lãnh thổ ở biên giới Nga thì thách thức đối với khoảng 10.000 binh sĩ mà họ triển khai để thực hiện chiến dịch xâm nhập sẽ càng lớn. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho rằng việc Ukraine chậm xây dựng các công sự phòng thủ không có nghĩa là Kiev không có ý định giữ lãnh thổ Nga. Có khả năng Kiev muốn tiến sâu hơn nữa, sau đó mới tìm cách dựng tuyến phòng thủ để mở rộng lãnh thổ mà họ giành được. Đồng thời gia tăng diện tích vùng đệm ở biên giới Nga. Quan chức này đánh giá cuộc tấn công của Ukraine đã thành công vượt xa mục tiêu ban đầu và giờ đây, họ đang có một chiến lược tùy cơ ứng biến, tận dụng phản ứng chậm của Nga để giành lợi thế. Nhiều chuyên gia quân sự ước tính, Nga có thể cần từ 15 đến 20 lữ đoàn với số lượng ít nhất 50.000 binh sĩ để đẩy Ukraine ra khỏi Kursk. Nhưng hiện Moscow không có lực lượng sẵn có nào đáp ứng con số đó. Trong tuần này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belushov nói rằng một cơ quan điều phối mới đã hoạt động suốt ngày đêm để tìm ra cách các đơn vị mới được thành lập của Nga có thể phản công ở Kurs. Mới đây, máy bay ném bom nga đã phóng bốn tên lửa hành trình Kh-22 về phía đảo rắn của Ukraine trên Biển Đen. Tên lửa Kh-22 được phát triển từ đầu những năm 1960 nhằm xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương và tiêu diệt các tàu chiến cỡ lớn như tàu sân bay, căn cứ quân sự, nhà máy điện và cầu đường. Tuy được phát triển từ thời Liên Xô, nhưng tên lửa hành trình Kh-22 vẫn nằm trong số những vũ khí tấn công đường không của Nga khó bị bắn hạ nhất. Điều này được chính lực lượng phòng không Ukraine thừa nhận. Ví dụ, dữ liệu được công bố ở Ukraine cho thấy trong số 362 quả KH-22 và phiên bản tiên tiến hơn của nó là KH-32 được sử dụng trong kế hoạch quân sự của Nga chỉ vỏn vẹn hai quả đạn bị bắn rơi. Điểm đặc biệt của tên lửa KH-22 đó là chúng có vận tốc rất cao, điển hình là khả năng tăng tốc lên tới Mach 4,6, tức là khoảng 5.635 km một giờ. Độ cao bay có thể đạt tới 25.000 m, rất khó để theo dõi và đánh chặn. Với trọng lượng chiến đấu ở mức 5.780 kg, loại tên lửa hành trình này được trang bị đầu đạn nặng tới 960 kg, cung cấp sức mạnh hủy diệt cực kỳ lớn. Điều thú vị là lực lượng vũ trang Ukraine không xa lạ gì các đặc điểm của tên lửa hành trình KH-22 bởi vì họ kế thừa một số lượng không nhỏ loại đạn tấn công cực mạnh này từ Liên Xô hiện tại ở Nga, phiên bản nâng cấp của KH-22 là KH-32 tiên tiến hơn nhiều đã được tạo ra, có tầm bắn lên tới 1.000 km và độ chính xác tốt hơn hẳn. Khắc phục được nhược điểm lớn nhất của KH-22 đó là độ chính xác kém khi tấn công mục tiêu mặt đất. Có hai chế độ phóng cho KH-22, tầm cao và tầm thấp. Khi phóng ở chế độ tầm cao, tên lửa bay lên độ cao 25.000 m trước khi lao vào mục tiêu với tốc độ cực lớn, đạt vận tốc cuối khoảng Mach 4,6. Ngược lại, ở chế độ tầm thấp, nó leo lên độ cao 12.000m và hạ xuống ở tốc độ sấp xỉ Mach 3,5 Để duy trì đường đi, tên lửa sử dụng hệ thống lái tự động ổn định bằng con quay hồi chuyển, kết hợp máy đo độ cao vô tuyến. Có lẽ tính năng nổi bật nhất của KH-22 là khả năng trao đổi thông tin mục tiêu trong quá trình bay với một tên lửa KH-22 khác. Theo truyền thông Nga, khả năng này được tích hợp nhằm đánh lừa lực lượng phòng không đối phương khi tấn công nhóm tác chiến tàu sân bay CBG khi tấn công một nhóm tác chiến tàu sân bay chỉ có một tên lửa bật thiết bị tìm kiếm radar của nó để xác định chính xác vị trí của tàu sân bay các tên lửa khác trong nhóm có thể đến từ các hướng khác nhau vẫn ở trong bóng tối bằng cách tắt đầu dò nếu tên lửa có đầu dò chủ động bị bắn hạ một tên lửa khác trong nhóm có thể thay thế vai trò này nếu hoạt động theo cặp một tên lửa được trang bị cảm biến phát xạ radar có thể hoạt động như một mồi nhử nó sẽ tự lộ diện như một mục tiêu chỉ để xác định vị trí của radar phòng không đối phương. Sau đó, khi xác định được radar phòng không đối phương, nó có thể chuyển tọa độ đến tên lửa còn lại trong cặp và tên lửa này sẽ lao xuống gần như thẳng đứng từ độ cao rất lớn và phá hủy mục tiêu. Nhận định trên truyền thông mới đây, cựu sĩ quan hải quân Mỹ James Dusho và hiện là nhà bình luận về chính sách đối ngoại và các vấn đề an ninh quốc gia cho rằng việc các quốc gia châu Âu tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine là một dấu hiệu tích cực trong nỗ lực hỗ trợ quốc gia này đối đầu với Nga. Tuy nhiên, nỗ lực phối hợp trong việc cung cấp đạn dược cho Ukraine đang gặp trục trặc nghiêm trọng. Theo báo cáo của Thượng viện Séc công bố gần đây, sáng kiến đạn dược của Séc, một phần quan trọng trong chiến lược này, đang gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả và tính minh bạch của các nỗ lực này. Sáng kiến đạn dược của Séc được thiết kế để tận dụng thế mạnh của Cộng hòa Séc trong ngành công nghiệp vũ khí, tập hợp nguồn lực từ các đồng minh để mua đạn dược cho Ukraine. Sáng kiến có hai mục tiêu chính. Đầu tiên, mua vũ khí từ các khu vực pháp lý không bán trực tiếp cho Ukraine. Thứ hai, tạo ra một bên mua duy nhất để tránh sự cạnh tranh giữa 20 quốc gia đồng minh trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Đức, Đan Mạch, Na Uy và một số quốc gia khác đã hỗ trợ sáng kiến này với khoản đóng góp từ 1,4 tỷ đến 1,6 tỷ euro. Tuy nhiên, các quốc gia như Pháp, Anh và Italia đã từ chối tham gia, cho thấy sự thận trọng của họ trước những bất cập được chỉ ra trong báo cáo. Cựu Thủ tướng Séc Andrei Babis, hiện là lãnh đạo phe đối lập, đã chỉ trích sáng kiến đạn dược của Séc vì cáo buộc rằng các công ty vũ khí đang đầu cơ giá và chính phủ có thể đã thiên vị hoặc tham nhũng trong việc trao hợp đồng. Ông đã chỉ trích một nhà thầu cũ, Thomas Poja, vì kiếm lợi nhuận cao từ mỗi quả đạn. Một ví dụ điển hình về vấn đề này là việc mua sắm 180.000 đơn vị đạn pháo M107 155mm do Đức tài trợ, được bán cho Ukraine với giá 3.200 euro một quả đạn pháo. Trong khi đó, một nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá chỉ 2.500 euro một quả. Sự chênh lệch giá này khiến Ukraine phải chi thêm hơn 110 triệu euro, số tiền đủ để mua thêm khoảng 40.000 quả đạn pháo nữa. Việc định giá quá cao này không phải có một sự cố đơn lẻ Chính phủ Séc đã thường xuyên bỏ qua các quy trình đấu thầu cạnh tranh, dẫn đến việc chi phí cao và hạn chế sự đổi mới trong ngành vũ khí. Trong khi đó, quá trình mua sắm trong sáng kiến đạn dược của Séc được giữ bí mật, với quyết định quan trọng thường được đưa ra mà không có sự giám sát hoặc trách nhiệm giải trình đầy đủ. Ủy ban giám sát liên bộ của Séc, vốn có nhiệm vụ bảo đảm tính minh bạch, chỉ họp một lần kể từ khi thành lập. Sự thiếu giám sát này đã tạo điều kiện cho tình trạng kém hiệu quả và tham nhũng tiềm ẩn phát triển mạnh, làm suy yếu uy tín của sáng kiến và làm giảm lòng tin của các đối tác quốc tế. Hơn nữa, việc chính phủ Séc không tiến hành nghiên cứu thị trường hoặc các quy trình đấu thầu công khai đã dẫn đến lãng phí tài chính và làm tổn hại đến nỗ lực phòng thủ của Ukraine. Cam kết ban đầu về việc cung cấp 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine đã bị giảm xuống còn 500.000 quả do chi phí mua sắm bị thổi phồng. Sự thiếu hụt này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine và tổn hại đến danh tiếng của Cộng hòa Séc như một đồng minh đáng tin cậy. Báo cáo của Thượng viện Séc cũng chỉ ra rằng những vấn đề trên có thể phản ánh sự coi thường việc sử dụng hiệu quả các quỹ công. Chính phủ Séc cần phải thực hiện các cải cách ngay lập tức để khôi phục lòng tin và hiệu quả trong sáng kiến đạn dược. Những cải cách này bao gồm đàm phán lại các hợp đồng để phản ánh giá thị trường công bằng, thực hiện các cơ chế giám sát chặt chẽ và mở cửa quá trình mua sắm để cạnh tranh. Ba Lan, một trong những đồng minh thân thiết nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga thừa nhận đã viện trợ cho Kiev tất cả những vũ khí họ có thể gửi đi. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak Kamis bình luận Tôi hiểu rằng Ukraine cần nhiều vũ khí, nhưng đối tác tại Ukraine cũng cần hiểu Ba Lan phải duy trì năng lực phòng thủ. Chỉ đến khi tiếp nhận tiêm kích thế hệ mới, chúng tôi mới có thể thải loại tiêm kích cũ như MiG-29, vốn còn trong biên chế và đang bảo vệ không phận quốc gia. Ông lưu ý rằng Ba Lan thời gian qua đã ghi nhận thêm nhiều hoạt động thách thức từ Nga trong và gần không phận Ba Lan, trong đó có nghi vấn máy bay không người lái UAV Nga xâm nhập không phận vào trên đường tập kích Ukraina. Với tình trạng hiện nay, giới lãnh đạo Ba Lan muốn ưu tiên bảo vệ biên giới. Theo bộ trưởng Kosiniak Kamis, Ba Lan có thể đưa ra quyết định viện trợ thêm tiêm kích cho Ukraina một khi Mỹ bắt đầu bàn giao các tiêm kích F-35A mà Ba Lan đã đặt mua từ năm 2020. Gần đây nhất, tuyên bố trên đài phát thanh Ba Lan, ông Kosiniak Kamis cho biết, chương trình vũ khí quốc gia bao gồm nhiều nội dung trong đó có việc mua đạn dược từ nước ngoài. Được biết, kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine, Vaksava đã cung cấp cho Ukraine hơn 1.000 thiết bị quân sự khác nhau gồm xe tăng, máy bay phản lực, xe bọc thép chở quân và lựu pháo. Tổng số tiền viện trợ cho Ukraine lên tới gần 100 tỷ zloty, tương đương gần 25,9 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 12 tỷ zloty, gần 3,1 tỷ đô la chi cho vũ khí. Vào tháng 7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này có thể cân nhắc chuyển giao thêm máy bay chiến đấu thời Liên Xô cho Ukraine nếu họ có thể tìm được máy bay thay thế. Trước đó, ông Zelensky đã kêu gọi Ba Lan đồng ý cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!